Khả Đăng xin kính chào tất cả quý bà con cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Thì đây là một mẫu anh em hỏi nhiều cái dòng 100 quá, thì hôm nay xin Khả Đăng xin review một số những mẫu 100 cho quý vị anh chị lựa chọn nhé. Đầu tiên thì Khả Đăng xin được giới thiệu qua, bãi nhà em thì có ít xe thôi. Nó chỉ lanh quanh khoảng tầm khuôn 300 cái các bác nhé. Đấy, ít thôi. Nó không được nhiều như ở trong hãng, nhưng mà thực tế mà nói thì nếu mà xe mà cỏ mà nhiều như này thì chắc em là nhiều nhất Việt Nam này. Em thề, em nói tinh tướng một tí, cho em tinh tướng một tí là em nhiều nhất Việt Nam này luôn nhé. Nên là xe các bác cứ alo cho Khải Đăng. Đấy, Khải Đăng sẽ thu xếp cho bà con một chiếc xe, nó hợp lý, hợp tình. Nhân viên, cộng tác viên thì rất là đông. Các bác muốn làm việc trực tiếp với chủ cửa hàng thì cứ alo cho em nhé. Đây, tên em có thông tin của em đấy. Anh em cứ ấn vào tên của em là sẽ nhìn thấy cái chỗ mà để gọi cho em. Đấy. Không biết là này TikTok nó còn bóp tương tác không, nhưng mà quý vị anh chị làm sơn xin một like, một đăng ký kênh được không, một follow kênh. Chiếc này là chiếc Mazda 323 phiên bản Classic mà giá có hơn 100 thôi. Bằng hai con Airblade nhỉ, bằng con hai con SH1. Con này thì không đến là hai con SH1, một con SH1, một con Airblade. Em đang để cửa là 118 củ khoai. Đời 2003 các bác nhé. Ngon chưa? 101 thôi. Để cho bà con 101. Bao hồ sơ. Đấy, Classic thì có túi khí nhá các bác nhá. Đây này, có túi khí hai bên hai cái luôn. Nói chung là dòng xe tránh mưa tránh nắng, cái dòng này nó đi ngon hơn Spark, Spec nhiều nhá các bác, đừng có tính toán là đời sâu. Đời 2003 nhưng mà nó chất lượng của nó đi ngon hơn Vios Nimo các bác nhá. Đi ngon hơn Vios Nimo nhiều. Mẫu này thì em đang để là 118 củ. Để cho bà con là 108 củ đi. Bao rút hồ sơ gốc. Đấy. Máy nổ ngon, đề phát nổ ngay, chạy vèo vèo nhá. Tư nhân chính chủ đăng kiểm là còn tới tháng mấy kia. Dòng này đăng kiểm 6 tháng một lần. Mỗi lần hết hơn 1 triệu các bác nhé. Đây, con này thì đời đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Đấy, Mazda 323 các bác nhé. Anh em nhìn hộ em này. Biển Tam Hoa 5333. Rất là cứng nhá. Xe rất là cứng luôn, hơn 100. Thì em xin phép là xe thì nhiều, nhưng mà em xin phép làm cái video mà toàn xe hơn 100 thôi. Để bà con, cô bác, anh chị lựa nó hợp lý thì anh em đến cửa hàng nhà em. An Não Hải Phòng nhé, Quang Trung An Não Hải Phòng. Em là chủ cửa hàng. Quý vị anh chị cần thông tin gì, hay cần những cái module gì, muốn xem xe gì, anh em hãy cứ liên hệ qua Rona của em nhé. Đấy. Rona của em, Facebook, rồi thì Reuters của em đều có hết các bác nhé. Đâu hết rồi nhỉ, cái dòng hơn 100, tăm hơn 100. Thì số tự động đi. Số tự động anh em cố lên hơn 100 một tí. Anh em lấy con này. Con này em để cho bà con 130 nhé. Em đang bán là 150, để cho bà con 130. Mẫu này là Mitsubishi, thương hiệu của Nhật Bản. Phiên bản Mitsubishi Lancer. Đang chốt bất cửa rồi anh em ạ. Anh em thông cảm. Nội thất con này rất là cứng và đẹp nhé. 155 củ, để cho bà con 130 thôi. Rất là hợp lý nhé. Giảm sâu, thu lỗ mà. Đây, dưới 100 thì có một con mà em chán lắm rồi. Con Spark đời 2010 này. 2010 số sàn Spark, Chevrolet Spark đời 2010. Chiếc này thì bằng đúng con SH thôi. 75 củ, để cho bà con 70 nhé. 70 thôi. Đời 2010, bao đăng kiểm mới tinh. Màn hình Android các kiểu đầy đủ hết rồi. Full topping luôn. Trà sữa full topping đây. Che mưa che nắng, chở con chở cháu đi học với mức giá 70 các bác nhìn này. Đấy, màn hình Android các kiểu này. Ghế da này, máy ngon, vừa làm đại tu máy rồi. Con này thì em mua là có 63 củ thôi. Sau đó em làm lên 95 triệu. Làm lên 95 củ rồi. Đấy. Rất là đắt. Đây anh em. Nhiều bác hỏi Kia Morning giá rẻ đi đây. Rẻ đây bét nhè luôn. Đấy, em cũng mua hết các bác nhìn này. Đời 2015. Anh em mà cứ thế này mà mua mà đi luôn. Anh em đến mà lấy và đi luôn. Thì em chỉ để anh em 150 thôi. Đời 2015. 150 nhá. Em dọn và em dọn mất 20 triệu nữa thì nó lên 170 thì em bán cho bà con 180. Đấy, anh em tự cân đối nhá. Đời 2015. Nó mới đầu nó như này này. Đấy, màu đỏ hồng nhạt đây. Màu hồng nhạt đời 2015. Để bà con 150 củ thôi. Đúng 150 củ không bớt nhé. Còn nếu mà anh em muốn nó đẹp như này, muốn nó đẹp như này này, thì anh em thêm cho em 30. Vì em đã dọn mất hơn 20 rồi. Đấy, 185 củ đời 2015.
là ra con như này đây. Ốp các kiểu nhá. Nội thất đẹp. Máy gầm ngon. Sơn xi căng đét màu đỏ. Rực rỡ anh em nội thất này, các bác nhìn thấy chưa? Nội thất của nó này, không thể chê vào đâu được nhá. Keo chỉ thì zin hết. Đấy. Tất nhiên là không lỗi này, vô lăng củ số đẹp chưa này. Trần nỉ nguyên bản các bác nhìn thấy không? Đấy, con này thì 185 củ nó lên đường. Đấy, tiền nào của đấy mà. Ngoài này em còn mấy con nữa cơ. Đấy. Mấy con nữa. Đây Y10 đây các bác. Đây Kia Morning đây. Kia Morning đẹp đời 2013 nhá. 170 nhá, 170 chuẩn. Chuẩn 170 bao hồ sơ. Bà con đến xem xe. Cứng lắm, nội thất này. Na răng đúc 5 triệu. Sơn 10 triệu. Sơn 13 triệu mới xong được. Sơn 13 triệu. Là 18 triệu. Đấy. Đồ vè ốp nốc các thứ này 1 triệu. Là 19 triệu. 19 triệu mới lại ghế da các thứ, nội thất các thứ ngon lành. Cam hành trình các thứ lằng nhằng vào 20 rồi. Bạn trông đây con này đoạn mất 20. Mà bây giờ bán có 170 thôi. Có rẻ không anh em? Anh em có xin một like và đăng ký kênh. Đấy. Thế rồi ghét đâu hết rồi nhỉ? Ghét 36 đâu anh không nhỉ? À đi đi sửa đi rửa. Con ghét 209 để bà con 120 thôi. Còn con này thì để cho bà con 130 140 này. Đây đi. Ghét mà mua 130 140 thì anh em biết rồi nó hợp lý chưa? Hyundai ghét nhập khẩu nguyên chiếc đời 2010. 150 để bà con 140 thôi. 155 để bà con 140. Giá rất hợp lý, động cơ 1.1. Siêu tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đấy, nói thật với bà con, bác anh chị, những cái dòng mà dưới 100 thì em cũng hạn chế làm rồi. Vì đôi khi bây giờ nó con xe nào ngon đăng kiểm được cơ. Chứ những con mà nó nát quá đăng kiểm nó khó thì em không làm nữa. Đấy, không làm nữa. Có mấy con ghét anh em để đâu hết rồi, chắc là đánh đi đâu rồi chưa mang về. Có ba con như thế này màu bạc nhá. Em để bà con 120, 130 một con thôi. Anh em đến cửa hàng gặp Khải Đăng. Gặp Khải Đăng nhá, gặp đúng tên em hoặc là anh em phải gọi trước khi đi. Alo trước khi đi. Đến này anh em nó không bớt được vì giá của cộng tác viên nó khác. Còn giá của chủ cửa hàng bán cho anh em nó khác, không qua cầu qua kèo gì cả. Đây. Mazda 323 này, 101 lên được. Bản này classic đẹp luôn, mang bán 130. Để bà con đúng 101, không bao gì, nội thất đẹp. Ngon này, nó giống cái con bạc kia kìa. Đấy nhưng mà cứng lắm anh em ạ. Đó. Và còn rất là nhiều những mẫu xe khác phục vụ cho bà con, có ba anh chị. Bà con đi qua hãy nhớ qua cửa hàng alo cho em. Em xin tiếp đón mọi người nhiệt tình. Mời anh em ăn cơm trưa luôn. Đây này, trong này thì em đã có ba bác người Mê Linh Hà Nội. Bốn anh em xuống như này đang viết giấy kìa. Đây. Khách hàng của Khả Năng Ô Tô đang viết giấy trực tiếp ở cửa hàng đây. Anh em nhìn thấy không? Vừa chốt con Innova đời 2016 màu đen. Đây, đang viết giấy này. Đấy, thấy chưa? Đấy, ngon luôn.